chị ngồi đây nè, để chị cho nó nhỏ, chị ngồi để ngủ ngoan thương gì đâu. Cái cảnh sinh em bé tuy là Ngân chưa sinh nha, nhưng mà mình có một cái tình thương rất là đặc biệt với những đứa trẻ nhỏ. Tuy chị chưa là mẹ nhưng mà mỗi lần chị nhìn con nít đó chị rất là thích, và chị rất là có cái mối liên kết. Những cái cảnh mà chị diễn với con của chị có thể nói là một những cảnh tốt nhất, tại vì tình thương chị dành cho em bé đó nó có thiệt. Chị thương thiệt và chị coi nó giống như con của chị thiệt. Vì cái hoàn cảnh éo le của nhân vật đó, nó làm cho mình cảm thấy rất là đau lòng. Mình cảm thấy con mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh không có được đầy đủ, rồi trong một cái bối cảnh mà mình không có mang được hạnh phúc cho con mình á. Nó tự nhiên mình cảm thấy bị giằng xé lắm, mình cảm thấy mình bất lực. Nói chung là khi Ngân diễn cái cảnh sinh con á, không biết tại sao cái cảm xúc của mình nó dành cho cái vai diễn nó mạnh đến như vậy. Và mấy chị mà đóng chung với Ngân cũng diễn rất là tốt. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VOON.